Nay ấm áp đi bắt tôm các bác nhá. Bây giờ tôi về chuẩn bị đã. Tí nữa tôi mới nói cho các bác là cái công cụ bắt tôm ở chỗ tôi là như này. Bắt tôm ao. Đây. Đây là công cụ bắt tôm. Bây giờ vào đi kiếm mồi đã nhá. Cho một tí cám lợn vào cái niêu rang lên. Khoảng mấy phút, 5 phút cho nó thơm. Bao giờ ngửi thấy mùi thơm tỏa ra ngào ngạt thì cho một ít nước vào để cho nó quánh vào. Chỉ là rang. Ây dạ. Thơm rồi đấy nhỉ. Cứ cho tí nữa đi, nó đậm đậm. Mày lấy mấy cái? Tất 7 cái rồi. Nhưng mà không có cái đấy, lại phải chế cái cần. À bây giờ mang này cho. À đây nước sẵn rồi, cho tí nước vào. Ui thở ghê, cho nước vào nó mới tỏa lên này. Thở máy. Thứ này người còn muốn ăn nữa là tôm. Ôi phải mang mũi ở đây. Thơm lừng. Hơi nó bay theo chiều này. Đây đo mũi đây. Lào ra đây. Đi thôi. Sách này đi nhé. Đây. À kia. Từ hôm kia lấy cái xào cất đã. Cái bé bé này không biết có dùng được không nhỏ hay lại. Cái này sợ hơi yếu. Cái nứa này. Rồi cái này dựng lên đây. Kiếm cây khác. Ở trên này có một tổ chim này. Có xem không? Đây. Đang chuyện nọ sợ chuyện kia thì nhìn tự nhiên lại nhìn thấy tổ chim ở trên cây này. Đấy, đây này. Đó, một tổ chim. Ơ tối quá không nhìn thấy nhỉ. Đấy, phóng to lên. Đây, tổ chim đây. Đấy, có rác đây. Nhìn thử từ đằng này lại này. Ngược hướng mặt trời không nhìn thấy gì. Đây. Đâu nhỉ? Trên kia, đấy. Đó, một tổ chim. Không biết là chim gì. Đó. Đó. Nhìn rõ rồi. Thôi đi. Đi cất vỏ. Đây. Đây kiếm cái xào để đi cất vỏ thôi. Bắt tôm. À được, cái được. Đấy. Hay nghe. Đi bắt tôm. Đi rồi. Mẹ cũng đi à? Không. Bé đi bắt tôm cả. Đi cả. Đi. Rô. Chắc không ai lấy chứ thiếu chỉ bưởi đây. Ai. Đây rồi. Ra đây bắt tôm nha. Đi xuống đây cẩn thận nha. Đã ra đến ao. Có nhiều kiểu bắt tôm. Bắt giỏ.
Thế nhưng mà cái kiểu này là kiểu bắt tôm đứng trên bờ. Đấy, bây giờ bắt đầu để cái đồ nghệ ra đây. Cánh nha. Để đồ nghệ ra đây. À, buộc dây. Rồi. Một cái ở đây. Đi dài này. Một cái ở đây nữa. Một cái ở đây. Còn ba cái nữa cho xuống dưới này. Hai chín Tết, 30 đâu mà 30. So xuống dưới này. Một cái ở đây. Ây à, cái bờ này đấy. Vớ vẩn nhảy cả người cả máy quay xuống đây. Ây da. Đây. Chỗ này đường bằng đúng một cái bàn chân này đi. Được, một cái đúng đấy. Nào, từ từ đã. Ui ui, ngã xuống ao này này. À! Đây. Xe cái này có 4 càng đây, cho một ít. Cám có 1-5 cám ở giữa. Hạ xuống nhẹ nhàng. Cái con tôm nó vào ăn. Nhấc lên. Ngon. Cám đây, cám đây. Đấy. Ôi giời. Đâu, mẹ chơi đi. Nào, tránh tránh ra nè. Cả nhà thuốc nào đi kiếm ăn. Thuốc nào sắp có video xịn rồi. Cho thuốc nào lên sóng tí. Thuốc nào ơi. Nào ơi, con lên sóng đi kìa. Nào ơi, nào ơi. Ôi ôi, nào mải xem quá nhở. Nào đây nhá, thả xuống này. Cho tận ra ngoài. Sao? Hơi sâu nhỉ. Cái này con sách cám. Thế thì không hay là ai gỡ mất. Đấy, xòe ra rũ ra. Thế này nó là xô màn. Cắt ra 4 góc buộc vào hai cái thanh tre cong ở giữa buộc cố định lại. Đây là một cái này thả xuống. Chỉnh cho đỡ đổ thôi. Sao? Không vấn đề được đấy. Ở bên ngoài nó cũng sâu hơn mà. Cái máy cứ dí xuống. Rồi, kệ nó. Tuột càng. Tuột càng. Nốt. 7 cái nhỉ. Dưới kia 3. 29 Tết cả nhà đi kiếm ăn. Bắt tôm. Cái này dùng lâu rồi. Ôi, cái này. Khôi lắm. Cái này hơi điêu. Nó phải rộng tí nó mới bỏ. Điêu này lấy đâu ra. Này theo tí nữa con tôm bao nhiêu chui vào cái lỗ hổng chưa hết. Khôi lắm rách hết rồi. Thôi rồi mình chỉ bắt con to thôi. Tôm cỡ 2 lạng một con trở lên thì bắt. Còn lại thả con nồi. Kệ. Ôi trời ơi. Tí lên chỉnh chứ giờ chả chỉnh được.
xả chuông này, mấy con này nó bột cho nó mà. Tôm gì? Đem về bắt mấy con say gì? Hết cả vỏ. Bây giờ nó lắm con to to. Ừ. Hôm nào hay mấy cái con về hôm nào? Cháu về từ hôm chưa Tết mà. Ăn bao giờ hết Tết? Thứ bảy thì ở ngoài thì làm lúc nào, đếch nào thì làm, lúc nào đi quan trọng gì. Cô không gắn cho cái điện thoại vào cái quả chuông ấy để bây giờ nháy. Bây giờ biết đằng nào gắn, cứ gắn cái gì? Định vị. Xem nó ở chỗ nào. Cái đó, nó khôi ống buộc này. Mày cứ hạ xuống không ném cám sau cũng được. Con này nó chống mọc răng này là nó sức khỏe nó tốt, chống mọc răng này. Con đâu bình thường ai trả 6 tháng mọc 2 cái. Chả mấy đứa mọc đâu con ạ. Thế à? Con nhà Phúc Trân đi để ấy à? Đi đẻ nhưng mà đẻ 5 giờ sáng nay, nhưng mà con Phúc với con Hoa hôm ném cám. Thế bảo đứa bé bị tim bẩm sinh. Trời ơi, còn con mẹ thì chẳng Huyền à? Tim con tim bẩm sinh à? Con Huyền à? Tim nào có vấn đề? Anh Cún. Huyền hay không? Thôi đi. Đẻ, hai cái đằng kia nữa. Đẻ được một thằng rồi. Nhưng mà xin trân trọng giới thiệu ở đây rất nhiều ốc. Đây. Đó. Này. Một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Đây một ốc nữa là sáu. Chỗ này một con nữa là bảy. Đó. Trong này một con nữa là tám. Kia một con nữa là chín. Nhiều lắm, ngoài kia. Ngoài kia nhìn kỹ các đốm đốm kia đều là con ốc hết này. Ôi dưới này nhiều ốc cái bố này. Dưới này nhiều ốc này. Nhìn sơ sơ cũng có mấy chục con này. Muốn nhận được cái làm gì mà phải chất. Ôi trời ơi, chuối à? Đấy, để lấy nổi. Con này. Nửa tôi còn nhiều quả lép thế này. Bảo chặt em một nải thì bệnh gì? Không. Thế bà hỏi, cô Loan có nhiều.